Bạn các bạn sư đang đốt lồng đèn gió các bạn, khổng minh nha, đèn khổng minh nha, hay gọi là đèn gió. Đây là chùa Sở Xuyên mới các bạn. Các bạn ơi, hiện giờ thì lửa đã đủ, nói chung cũng tạm đủ ha, bay lên được chút rồi ha, nhưng mà bị án dây điện. Và đèn đã bay lên cao nha mọi người. Đây tượng trưng là một điều tốt lành nha mọi người, cầu bình an nha mọi người ơi.